Góc nhìn Việt Nam xin kính chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 đã trôi qua hơn 40 năm Nhưng những mất mát đau thương, sự tàn khốc của cuộc chiến tranh phi nghĩa mà quân bành trướng Trung Quốc gây ra vẫn chưa hề nguôi ngoài Để trước mắt dư luận trong nước Trung Quốc cũng như dư luận quốc tế Giới cầm quyền Bắc Kinh đã xuyên tạc từ lý do xua quân xuống sâu lực Việt Nam cho đến kết quả của cuộc chiến tranh này trong các bản tin trước, chúng tôi đã phân tích các ý đồ, mục đích của Trung Quốc khi mở cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979, cũng như những toan tính của Đảng Tiểu Bình khi mở cuộc chiến tranh này. Để cho khách quan, hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tham khảo một bài viết dài của một cư dân mạng Trung Quốc có tên là Nay bu xiao xi, cung chuyên sâu trả lìa, xuyên tại phân trư chiều sứ chiều tờ Trung Quốc Tức là tin tức nội bộ chân tướng chiến tranh Trung Việt quân Trung Quốc nhận được bài học vô cùng thê thảm mà 99% người Trung Quốc không hề biết được đăng trên mạng Apollo của Trung Quốc ngày 2 tháng 9 năm 2019 của tác giả Lưu Giã Sơn người Trung Quốc ở trong bài viết này tác giả Lưu Giã Sơn đã viết rằng cuộc chiến tranh này đã diễn ra vô cùng bi thảm và không quá lời khi miêu tả cuộc chiến tranh biên giới này bằng từ máu chảy thành sông sự chống trả ngoan cường của quân đội việt nam đã vượt quá sự mong đợi cuối cùng thật khó để nói rằng ai mới là người nhận được một bài học lúc đó tôi xem được các bản báo cáo tình hình chiến sự gửi cho các cán bộ cấp cao của cấp quân sự tỉnh tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc về những bài học mà quân đội trung quốc nhận được trong cuộc chiến này trong chiến tranh trung việt hay còn gọi là chiến tranh tự vệ chống lại Việt Nam mà phía Trung Quốc dùng để chỉ cuộc chiến giữa hai nước tại biên giới phía Bắc từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 1979. Chiến tranh Trung Việt theo nghĩa rộng là chỉ cuộc xung đột quân sự biên giới Trung Việt từ năm 1979 đến năm 1989 diễn ra trong vòng 10 năm. Chiến tranh Trung Việt là cuộc chiến do Trung Quốc phát động đánh Việt Nam trước là cuộc chiến mà Đảng Tiểu Bình chủ trương mạnh mẽ và buộc nhà lãnh đạo Hoa Quốc Phong lúc bấy giờ phải đồng ý. Mục đích quân sự của cuộc chiến là viện trợ cho chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia và buộc Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia. Mục đích chính trị là dạy cho Việt Nam một bài học vì đã dựa vào Liên Xô. Đảng Tiểu Bình lúc đó là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương cũng có mục đích riêng, đó là kiểm tra xem liệu ông ta có thể chỉ huy quân đội hay không bởi vì ông ta đã quyết định thay thế hoa quốc phong làm lãnh đạo tối cao của trung quốc lưu giã sơn nhận định rằng quân đội chỉ có thể được dùng để bảo vệ quê hương và đất nước tôi phản đối việc sử dụng tính mạng và xương máu của những người lính để đạt được bất kỳ mục đích nào đây là cuộc chiến tồi tệ nhất và phi nghĩa nhất mà đảng cộng sản trung quốc từng tham chiến kể từ khi thành lập tôi muốn nói với các bạn rằng trên mặt ngoại giao Điều tối kỳ nhất là khoe mẽ tài năng và nói những lời ngông cuồng Có một số việc chỉ được làm chứ không được nói Nói cũng phải áp dụng chính sách ai binh tất thắng, bác đắc nhân tâm Về phương diện này, Đặng Tiểu Bình còn kém xa chua lai Đặng Tiểu Bình đến thăm Hoa Kỳ vào cuối năm 1978 và thông báo cho các nhà lãnh đạo Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ rằng Trung Quốc sẽ dạy cho Việt Nam một bài học Lúc đặng đến thăm Nhật Bản vào đầu tháng 2 năm 1979, ông ta cũng có thông báo tương tự với các quan chức cấp cao Nhật Bản như vậy. Khi cuộc chiến tranh vẫn chưa bắt đầu, việc dùng từ dạy dỗ của Trung Quốc đối với Việt Nam đã gây ra phản ứng mạnh mẽ ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác. Bởi vì sự dạy dỗ thường là dòng điểu của kẻ mạnh đối với kẻ yếu là của lão tử đối với những người con trai của mình đặt trong mối quan hệ giữa một nước với một nước dòng điều đó chính là thể hiện chủ nghĩa bá quyền của nước lớn đối với nước nhỏ Ngày 7 tháng 12 năm 1978, quân ủy Trung ương Trung Quốc họp và bổ nhiệm tư lệnh quân khu Quảng Châu Hứa Thế Hữu làm tư lệnh quân đoàn Đông Quảng Tây với 5 binh đoàn quân giã chiến và 3 sư đoàn pháo binh. Điều tư lệnh quân khu Vũ Hán Dương Đắc Chí phụ trách tư lệnh quân khu Quân Minh, đảm nhận tổng chỉ huy quân đoàn Vân Nam ở mặt trận phía Tây với 4 binh chủng trực thuộc toàn mặt trận được trang bị với một lực lượng là 56 vạn người và hơn một triệu dân quân đã tham gia chiến tranh. Để ngăn chặn việc Liên Xô đưa quân sang hỗ trợ Việt Nam, quân ủy đã ra lệnh, dù kết quả trận chiến có ra sao, quân đội không được hiếu chiến sau khi đánh chiếm được Cao Bằng và Lạng Sơn, mà ngay lập tức phải rút lui. Lý Đức Sinh cũng được bổ nhiệm làm Tổng Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bắc Kinh, quản lý ba đại quân khu Đông Bắc, Hoa Bắc và Tây Bắc Trung Quốc trung tâm chỉ huy các hoạt động chống lại Việt Nam được đặt tại Tây Sơn, Bắc Kinh. Tổng tư lệnh Đặng Tiểu Bình và phó tổng tư lệnh là Từ Hướng Tiền. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc mở cuộc đột kích vào Việt Nam. Cuộc chiến tranh này đã diễn ra vô cùng bi thảm và không quá lời khi miêu tả cuộc chiến tranh biên giới này bằng từ máu chảy thành sông. Sự chống trả ngoan cường của quân đội Việt Nam đã vượt quá sự mong đợi. Cuối cùng, thật khó để nói rằng ai mới là người nhận được bài học. Lúc đó, tôi xem được các bản báo cáo chiến tranh gửi cho các cán bộ cấp cao của cấp quân sự tỉnh. Tôi đã có ấn tượng rất sâu sắc về những bài học mà quân đội Trung Quốc nhận được trong cuộc chiến này. Một là quân đội Trung Quốc vẫn sử dụng chiến thuật biển người trong cuộc chiến tranh Triều Tiên để tấn công các vị trí của đối phương so với hỏa lực kém hơn từ phía việt nam trong thời kỳ cách mạng văn hóa quân đội chỉ tập trung vào chính trị được huấn luyện quân sự rất ít binh lính không thể chiến đấu sĩ quan không thể chỉ huy và thiếu huấn luyện chiến đấu trong rừng núi chiến đấu vào ban đêm quân đội thiết giáp và bộ binh không thể phối hợp chiến đấu và chính những điều này mà quân đội Trung Quốc đã phải trả một cái giá rất lớn. Một tiểu đoàn quân Trung Quốc nào đó đã từng gặp phải cuộc phục kích quấy rối của chính du kích quân Việt Nam. Đội hình dài đặc với hơn 300 người đã bị hỏa lực của quân đội Việt Nam tấn công gây thương vong nghiêm trọng. Số người chết trong chiến tranh vẫn chưa được cả hai bên công bố sau cuộc chiến tranh Diệp Kiếm Anh. Lý Tiên Niệm và những người khác đã có cuộc nói chuyện nội bộ. Tôi nhớ rằng phía chúng ta đã chết 48.000 người và phía Việt Nam cũng chết 48.000 người. Nhưng phía chúng ta tất cả đều là thanh niên cường tráng. Còn phía Việt Nam bao gồm cả những người là dân thường, kể cả phụ nữ, người già và trẻ em bị quân đội chúng ta sát hại. Quả thực quân đội chúng ta được một mất 10. Năm 1982, Tôi có đến biên giới Vân Nam để kiểm tra thương mại biên giới, một vị hương trưởng địa phương giới thiệu với tôi rằng thị trấn này ba mặt giáp Việt Nam đều là núi rất dốc. Đầu cuộc chiến, quân đội Trung Quốc mở cuộc tấn công vào cứ điểm của quân đội Việt Nam, dưới sự yểm trợ của hỏa lực pháo binh, những người lính đó đã rất dũng cảm. Khi có hiệu vang lên, đội quân số 1 xông lên phía trước, một tiểu đội hơn 100 người nhưng khi rút lui chỉ còn lại 20 đến 30 người một tiểu đối khác lại tiến lên nhưng phần lớn đều là bỏ mạng cuối cùng khi chiếm được ngọn núi và người ta thấy rằng chỉ có hơn 20 quân việt nam ở trên đó ông đã tổ chức cho dân quân khiêng cáng cả sườn đồi chất đầy xác chiến sĩ quân trung quốc thật là khủng khiếp vị hương trưởng này nói với tôi rằng những chiến sĩ quân trung quốc này được chôn cất ở nghĩa trang liệt sĩ ở huyện của họ và tiền trợ cấp cho gia đình quân nhân liệt sĩ chỉ là khoảng ba nghìn nhân dân tệ tính mạng thật là vô giá trị. Trước đây, vào tiết thanh minh, chính phủ đều phải có lễ kỷ niệm, người thân của họ cũng sẽ đến viếng mộ tại đây. Bây giờ quan hệ Trung Việt đã tốt lên rồi, không còn ai nghĩ đến họ nữa. Thứ hai là, quân Trung Quốc đã dùng quân cơ giới bao vây xen kẽ, nhưng không để ý rằng, miền Bắc Việt Nam toàn rừng núi và rừng mưa nhiệt đới, không có lời cho hoạt động thiết giáp. Ngoài ra, địch Gài Bình và các chướng ngại vật một sư đoàn nào đó ban đầu dự định sẽ luân phiên bao vây đồn phòng thủ ở Ca bằng và giành được trong vòng một ngày Kết quả là 4 ngày mới giành được Quân chủ lực Việt Nam đã sớm rút đi Việc Liên Xô trang bị vũ khí chống tăng cho Việt Nam và chiếm được của Hoa Kỳ rất dễ dàng để tiêu diệt xe tăng của quân đội Trung Quốc một số xe tăng không thể theo kịp bộ binh trong cuộc tấn công xe tăng bị tổn thất rất nhiều và hơn 200 xe tăng đã bị phá hủy. Điều ngu ngốc nhất trong tác chiến là khi bộ binh Trung Quốc đi cùng với đơn vị thiết giáp để tránh bị rơi khỏi xe tăng, họ đã dùng dây đeo ba lô trói mình vào xe tăng. Có chiếc trói hơn 20 người. Khi bị phục kích, họ đã không kịp xuống xe để chiến đấu và đã trở thành cá nằm trên thớt sắt. Một số chiến sĩ đã tử trận mà không kịp mở đai thắt một số xe tăng bị phá hủy, phía trên có 4 hoặc 5 lính bộ binh bị chết trong tư thế bị trói chặt. Khắp mọi nơi đều là mình của bộ đội Việt Nam, quân Trung Quốc thiếu thốn bộ công cụ ra phá bom mình và điều khẩn cấp trên chiến trường lúc đó chính là lấy thân người để ra mình. Số lượng quân sĩ đã bị chết như thế này rất lớn. Thiết bị liên lạc của quân đội Trung Quốc lúc đó cũng đã lỗi thời, các lực lượng gần nhau không thể liên lạc được với nhau, nên thiệt hại do pháo binh của lực lượng đối phương thỉnh thoảng xảy ra các biện pháp xử lý chưa chặt chẽ của bộ phận hậu cần trước tình trạng số người bị thương đông đột xuất do không được đưa về hậu phương kịp thời lực lượng y tế không đủ việc cứu chữa không hiệu quả nhiều người bị thương đã tử vong thứ ba là chúng ta đã đánh giá thấp ý chí chiến đấu của nhân dân việt nam trong một thông báo tình hình chiến sự đã được tường thuật chi tiết có một số lính đã bắt được một số tù binh là người lính Việt Nam trên trận địa. Bất ngờ lính Việt Nam lợi dụng sự bất cẩn của quân lính chúng ta đã dương lưu đạn găm vào người quân ta. Có rất nhiều nữ binh sĩ thuộc bộ đội địa phương của quân đội Việt Nam sau khi bị quân Trung Quốc bắt. Những người lính áp giải đã thả lỏng cảnh giác nhưng các nữ binh sĩ Việt Nam đã giật súng tiểu liên và giết chết 7-8 binh sĩ cùng một lúc sau đó quân đội trung quốc được lệnh không bắt các tù nhân nữa mà sẽ giết bỏ tất cả bọn họ vì vậy ngoài việc quân đội trung quốc bắt được nhiều tù binh từ việt nam trong giai đoạn đầu của cuộc chiến nhưng đã không còn bắt được hoặc chỉ còn bắt được rất ít trong giai đoạn sau ở việt nam toàn dân đều là lính bạn đánh vào đất của người ta thì người ta có căm thù kẻ địch không tôi nhớ trong bản báo cáo tình hình chiến sự có một sự việc như thế này khi quân chúng ta đang hành quân thì bất ngờ một quả đạn cối rơi vào bộ đội. Một bộ đội được cử đi tìm kiếm, chỉ thấy một số phụ nữ Việt Nam đang làm việc trên cánh đồng, nhưng không thấy quân địch. Quân chúng ta tiếp tục tiến lên, nhưng kết quả là đạn pháo lại tiếp tục rơi xuống, gây thương vong cho nhiều người. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng những người phụ nữ này là dân quân. Họ giấu súng cối trong một cái hố dưới đất, đội mũ lên và bắn khi bạn không chú ý. Khi bạn đến tìm, Họ giấu vũ khí và tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, bên trên ra lệnh giết tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Người bạn học thời tiểu học của tôi lúc đó là trung đoàn trưởng. Sau khi về, anh ấy bảo quân chúng ta đỏ mắt vì thương vong quá nhiều. Cấp trên ra lệnh thực hiện tam sạch, đó chính là giết sạch, đốt sạch và cướp sạch. Chính sách thiêu đốt tất cả và sự tàn khốc của nó thật không thể tưởng tượng được thiệt hại của nó đối với người dân việt nam còn lớn hơn gấp nhiều lần việc ném bom bừa bãi của không quân mỹ bản báo cáo tình hình chiến sự cũng đề cập về những tình huống tương tự ví dụ như các mỏ than của việt nam chủ yếu tập trung ở khu vực quảng ninh nhiều mỏ do trung quốc và liên xô viện trợ xây dựng và chúng đều đã bị nổ tung khi quân chúng ta rút đi nhà của một ông lão hò bạch đều đã bị thiêu rủi gà vịt lợn bò đều bị giết và ăn thịt sau khi thành phố bị đập phá, không chỉ tất cả các ngôi nhà đều bị nổ tung, ngay cả cột điện cũng bị nổ tung. Các thiết bị có thể tháo dỡ, bao gồm cả thanh sắt trên đường ray cũng bị phá bỏ. Thứ tư, về phương diện chiến tranh du kích, bộ đội Trung Quốc vốn là thầy, còn bộ đội Việt Nam là học trò. Nhưng khi chiến đấu mới phát hiện ra, học trò đã vượt trội hơn rất nhiều so với các thầy Trung Quốc sau hàng chục năm chiến tranh. Phương pháp của Mao Trạch Đông từng dùng là địch tiến thì ta rút, địch đóng ta quấy, địch mệt thì ta đánh, địch rút thì ta đuổi. Áp dụng vẫn còn rất tốt với chúng ta. Ở miền núi Việt Nam có rất nhiều hang động đá vôi tự nhiên với những công sự được xây dựng hàng chục năm. Các hang núi liền hang giống như một cung điền dưới lòng đất. Một khi bộ đội Việt Nam không chống cự nổi sẽ chui vào hang. Khi quân chúng ta vượt qua, bộ đội Việt Nam sẽ xông ra đánh du kích gây khó khăn rất lớn cho việc tiếp tế hậu cần của ta. Diệp Kiếm Anh đã đề cập trong bài phát biểu của mình rằng việc chia cắt và bao vây ba sư đoàn của quân đội Việt Nam đã không bắt được một cán bộ cấp sư đoàn nào. Đó là một điều rất đáng tiếc. Sau khi sư đoàn 346 của đối phương bị ta đánh bại ở Cao Bằng, quân chúng ta theo dõi thấy sở chỉ huy sư đoàn địch nằm trong khu vực do ta chiếm đóng phía ta huy động một số lượng lớn quân tìm kiếm nhưng tìm không thấy sau đó tất cả các hang động nơi có thể là nơi ẩn náu của quân đội việt nam đều đã bị nổ tung người bạn học của tôi còn kể rằng ban đêm lúc cắm trại các sườn đồi xung quanh bị vây chặt bởi các lực lượng quân thiền chiến là bộ đội đặc công của việt nam giả danh là quân trung quốc nói tiếng hoa xông vào tấn công khiến thương vong rất nhiều vào thời điểm đó quân phục của bộ đội Trung Quốc không có cấp bậc quân hàm. Các cấp chỉ huy đều có 4 túi và binh lính sẽ chỉ có 2 túi. Sau cái chết của một số chỉ huy, câu hỏi đặt ra là ai sẽ chỉ huy và liệu họ có tuân theo hay không? Các chỉ huy mới vừa được điều động không biết được các chiến sĩ của mình như thế nào và rất khó để chỉ huy họ. Kết quả là gây ra sự hỗn loạn trong nội bộ và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thương vong của quân đội Trung Quốc. Một số binh sĩ có tinh thần thấp và ý chí chiến đấu thấp. Trung đoàn 48 thuộc quân đoàn 50 chạm trán với quân Việt Nam và khi đường rút lui của họ bị cắt đứt, người đứng đầu trung đoàn quyết định phân tán lực lượng và đột phá vòng vây một cách thiếu trách nhiệm. Kết quả là họ liên tiếp bị quân đội Việt Nam chia cắt và bao vây, tổng cộng 542 người bị thương vong, 407 súng các loại bị mất, trong hơn 200 người bị bắt sống, có cả trung đoàn trưởng tiểu đoàn trưởng và hơn chục trung đội trưởng. Một tiểu đội của đơn vị khác khi gặp phải một nhóm nhỏ hơn 20 thành viên của quân đội Việt Nam, kết quả là viên chỉ huy đã vứt bỏ đơn vị và chạy về một mình. Hắn còn tự sẹo thịt mình, giả làm bị thương và được đưa vào bệnh viện. Cả một tiểu đội đó gần như bị quân đội Việt Nam xóa sổ hoàn toàn. Không một mục tiêu nào được đề ra vào đầu cuộc chiến đã đạt được Tiểu huynh đệ khơi mây đỏ của Trung Quốc cục ngã trước sức tấn công của quân đội Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là những người lính Trung Quốc có đáng để đổ máu cho một chế độ như vậy không? Quân Trung Quốc không chỉ không thể hiện được sức mạnh quân sự của mình mà còn phơi bày ra quá nhiều vấn đề. Bộ trưởng Quốc phòng của Đài Loan cho biết nhìn vào thành tích của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tại Việt Nam, việc chúng ta bảo vệ Đài Loan không còn là vấn đề quá khó khăn nữa. Sau chiến tranh, Đặng Tiểu Bình đã thành công trong việc giành được đảng, chính quyền và quyền lực quân sự. Hoa quốc phòng bị lật đổ, nhưng ông ta đã bắt đầu một cuộc chiến tranh biên giới kéo dài suốt 10 năm sau đó. Biên giới Trung Việt trở thành nơi huấn luyện và binh lính thay nhau tham chiến. Trên thế giới có bao nhiêu quốc gia sử dụng chiến tranh làm nơi huấn luyện? Quả thật như một trò đùa của trẻ con sau một cuộc chiến kết thúc sự hỗ trợ của đảng cộng sản trung quốc đối với việt nam trong quá khứ không chỉ bị xóa sổ mà những gì chúng ta nhận được là mồ chôn của hàng chục nghìn binh lính trung quốc và kẻ thù được mệnh danh là cường quốc quân sự thứ tư trên thế giới thưa quý vị và các bạn trên đây là bài viết đánh giá của cư dân mạng trung quốc lưu giã sơn về chân tướng chiến tranh trung việt quân đội Trung Quốc nhận được bài học vô cùng thê thảm mà 99% người Trung Quốc không hề biết. Có thể nói, tác giả của bài viết này là một người trong hàng trăm triệu người Trung Quốc nhìn nhận về cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam một cách khác biệt so với phần còn lại. Tác giả này có vẻ là một người rất biết mình biết ta. Có thể thấy, tác giả đã có dịp đến vùng biên giới Vân Nam để nghe một vị hương trưởng của một thị trấn nhỏ kể về cuộc chiến tranh tàn khốc nơi đây và câu chuyện từ người bạn học của tác giả này, từ đây chúng tôi có thể nhận định rằng tác giả này đã chỉ ra các điểm yếu của quân Trung Quốc trong tác chiến với quân đội Việt Nam. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao nhận định của Lưu Dã Sơn khi nói rằng quân đội chỉ có thể được sử dụng để bảo vệ quê hương và đất nước. Tôi phản đối việc sử dụng tính mạng và xương máu của những người lính để đạt được bất kỳ mục đích nào khác. Nhưng trên thực tế các chính khách Bắc Kinh đã biến thanh niên Trung Quốc thành công cụ để thực hiện giá tâm riêng của họ. Đảng Tiểu Bình đã không tiếc tay ném cả một thế hệ thanh niên Trung Quốc vừa lào đảo bước ra khỏi cuộc cách mạng văn hóa tàn khốc vào một cuộc xâm lược mà kết quả là Bắc Kinh không còn dám hoanh hoang tung hô về sau nữa chỉ để giải quyết vấn đề chiến lược của nước này với Mỹ và Liên Xô lưu giã dạ sơn cũng cho rằng đây là một cuộc chiến tồi tệ nhất và phi nghĩa nhất mà đảng cộng sản trung quốc từng tham chiến kể từ khi thành lập cũng giống như nhiều nước khác hai nước láng giềng có biên giới chung với nhau thì khó tránh khỏi những tranh cãi về lãnh thổ nhưng tranh chấp biên giới hai nước trung việt hoàn toàn có thể thông qua thương lượng đàm phán mà không cần tới chiến tranh cái gọi là phản kích tự vệ mà phía trung quốc đưa ra là không có căn cứ bởi lẽ trung quốc đã đôi quân vượt biên giới sang đánh đất việt nam thì không thể gọi là phản kích tự vệ mà đã là xâm lược nước khác tác giả cũng chỉ trích quân trung quốc khi tấn công sang việt nam sĩ quan và binh lính được cấp trên ra lệnh với chính sách tam sạch trùng đợn là bất kể gặp người việt nam nào dù là già trẻ nam nữ đều là kẻ địch và phải giết hết chẳng khác nào bọn pol pot ở campuchia mà nước này hậu thuẫn khi rút quân khỏi Việt Nam, sĩ quan binh lính được lệnh vừa thanh trừng vừa rút quân. Theo báo cáo của quân đội Trung Quốc cho biết, có đơn vị khi rút quân đã chém chết 43 người mà chủ yếu là phụ nữ và trẻ em ở thôn Tổng Trúc. Đồng thời, quân đội Trung Quốc khi rút quân thì ra sức vơ vét, cướp bóc tài sản của dân chúng Việt Nam mang về nước. Theo đánh giá của các nhà quân sự phương Tây, Trung Quốc đã tiêu tốn cho cuộc chiến tranh này hơn 5,5 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, tác giả cũng đề cập đến sự rẻ mạt của những cái chết của lính Trung Quốc khi tham chiến chỉ là 3.000 nhân dân tệ. Mặc dù vậy, tổn thất về kinh tế không đáng ngại, mà một sự tổn thất nghiêm trọng khác là về ngoại giao. Tác giả đã đề cập đến sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Việt Nam trong quá khứ đã bị xóa sổ bởi cuộc chiến này. Từ lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đã chuyển thành hận thù chỉ sau một tháng. Hơn nữa, Trung Quốc đã tự tay và vào mặt mình khi xóa bỏ nguyên tắc mà lâu nay chính họ vẫn lên án các nước phương Tây khác, đó là can thiệp vào nội bộ nước khác, bởi vì Trung Quốc đã xâm lược và can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác chính là Việt Nam. Có thể nói, khi một người Trung Quốc đã nói ra những điều khách quan như thế này thì bản thân chúng ta cũng nên khách quan nhìn nhận về những điều mà Trung Quốc đã đạt được sau cuộc chiến này so với mục tiêu mà họ đã đề ra trước cuộc chiến. Thứ nhất, về cá nhân đặng tiểu bình ông ta có thể nói là đã gạt bỏ được hoa quốc phong cũng như thâu tóm được mọi quyền lực tối cao nhất trong nội bộ chính quyền trung quốc lúc bấy giờ thứ hai việc xua quân xuống đánh việt nam là giấy chứng nhận thuyết phục nhất với mỹ nhằm khẳng định hiện tại chúng tôi muốn làm đồng minh với mỹ và chống lại liên xô như những cam kết trong các chuyến thăm trước đó năm 1972, đúng vào giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam đang bước vào giai đoạn gay go, thì Trung Quốc rắp tâm phá hoại các thành quả ngoại giao quân sự của Hà Nội bằng cách mời Tổng thống Mỹ Richard Nixon sang thăm. Bắc Kinh đã thảo luận thiết lập quan hệ ngoại giao, thỏa thuận với Mỹ, giúp Washington rút khỏi cuộc chiến tranh này theo cách bán đứng Việt Nam. Thứ ba, Cuộc xâm lược của Trung Quốc với Việt Nam năm 1979 thể hiện rõ mâu thuẫn giữa ba nước Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ. Trong đó, Trung Quốc chẳng khác nào con rối nằm giữa hai nước Liên Xô và Mỹ trừ mặt với bản hữu năm xưa là Liên Xô để đạt được mục đích của mình. Họ đặng gần như đã xoay chuyển cuộc diện lưỡng đầu thỏ lịch với Mỹ và Liên Xô thành đồng minh với Mỹ để chống lại Liên Xô. Qua đó, đẩy Việt Nam trở thành bên phải đương đầu với thế lưỡng đầu thỏ lịch khi vừa phải tái thiết đất nước không có sự hỗ trợ của trung quốc trở thành thế đối đầu với trung quốc sau cuộc chiến thứ tư sau cuộc chiến ngắn này trung quốc đã nhìn thấy những điểm khuyết trong quân đội trung quốc lúc bấy giờ qua đó thuyết phục được các nhà lãnh đạo trung quốc tiến hành cải cách mở cửa hiện đại hóa nền kinh tế cũng như kỹ thuật quốc phòng những gì hiện nay chúng ta thấy đó chính là trung quốc đã trở thành cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới quân đội của họ cũng đã được hiện đại hóa và lớn mạnh hàng đầu thế giới, dám thách thức cả cường quốc quân sự như Mỹ. Thứ năm là kế hoạch tàn phá Việt Nam. Chúng đã chủ trương kéo dài một cuộc chiến khi liên tục gây hấn tập trận ở vùng biên giới của Việt Nam suốt 10 năm. Qua đó làm cho tình hình luôn căng thẳng, buộc chúng ta lúc nào cũng phải cảnh giác và phải duy trì quân đội lên đến 1,6 triệu người vào thời điểm đó, làm cho nền kinh tế nước ta sức cùng lực kiệt, không có nguồn lực để phát triển kinh tế. Câu nói không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn, quả thực rất đúng với Trung Quốc. Họ có thể làm bạn với Liên Xô, với Việt Nam, với Mỹ, nhưng cũng có thể trở mặt với Liên Xô, với Việt Nam, với Mỹ như lịch sử chúng ta đã từng chứng kiến. Để đạt được mục đích đề ra, Trung Quốc đã không từ mọi thủ đoạn, trở mặt như trở bàn tay, gió chiều nào nghiêng về chiều đó. Một khi lợi ích quốc gia bị xung đột, nảy sinh mâu thuẫn thì các nước lớn thường ép buộc các nước nhỏ phải tuân thủ, phục tùng theo lợi ích của mình. Đây là bài học cho Việt Nam chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với người láng giềng tốt, núi liền núi, sông liền sông này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Góc nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.